đi ra 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 à, đi ra kém nè. Đó, hôm nay mình đi ra lên Monaco và khám phá công quốc Monaco mọi người. Đó, nhưng mà mình đi ra đây mình để xe là mình bắt đầu đi ra ngoài ga. Mình mua vé mình đi. Đó. Bây giờ là ngày 26 tháng 12 rồi. Mùa Noel mà trời rất là mát mọi người. Không có lạnh như trước Noel. Trước Noel thì trời rất là lạnh. Hôm nay trời nắng nhẹ đẹp không? Đó, biển mọi người thấy biển không? Biển hầu như là không có người tắm luôn á. Đây mùa đông mà. Rất là lạnh. Wow. Biển rất là trong xanh rồi thấy không? Mệt quá ngồi nghỉ xíu mọi người. Chút xíu đi tiếp. Là trời nắng đẹp ha. Không có nắng gắt mà không có lạnh. Còn cái này là xanh mát. Mát. Có cái biển mọi người. Xem cái lô còn nhà cổ, nhà gì đấy. Dạ ông gì á, 21 là tao phải đi xuống xem. Lên, 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 con mày quay cây thông nè. Không. Không thích à, không thích thì thôi. À, chỗ này cho có cái chỗ tập thể dục cho người dân ở đây này ha. Ba, vô tập thể dục ba. Ôi, con chim. Mình còn đi vô đi, vô tập đi. Vô tập đi. Tôi tập đi nha. Ba tập. Đi ra. Ủa ba hồi nãy mình đi ba. Đúng rồi. Mà ra. Mà thôi vậy mình đang ngồi ở lại đây nha. Ba đi một mình nhá. Ở lại đi. Wow, thác nước đẹp chưa? Ê nữ, tới thì ba quay nè. Tới đi. Đi rửa tay hả? À, chỗ này có nước rửa tay gì? đi ra không ra ngoài đó nè, té luôn á. Đi máy bay này lên cái tàu, đi ra ngoài biển chơi sướng hơn. Đấy hả? Ôi. À, cái tàu này nó bán là gì? Không quen nó ói thôi. Tàu này bán là mọi người không biết bán nhiêu tiền, chắc là phải cỡ 2 triệu. 2 triệu euro mà. 2 triệu euro. Đây là cái tàu này nó ghi là for sale này đó. Đó. Chiếc này này nó bán này. Đó. Cái tàu mà có thích nhất á. Mấy cái tàu này á thời cũ rồi. Vậy hả? Cái tàu này là tàu mà của ông hơi dân mình á, à, cái tàu hả? Pháp kia kìa. À vậy hả? Đó là tàu Pháp. Nó không có tàu Việt Nam không? Con sẽ làm cái tàu Việt Nam. À vậy hả? Đẹp hơn những cái tàu châu Âu khác luôn. À vậy hả? Dạ. Biết làm không? Biết. Đó, làm sao? Con làm tâm làm hết không anh biết đâu. À vậy hả? Bác phải bác Phương. Ủa ba tàu Nhật đâu rồi? Tàu Nhật đâu có rồi con. Ơ tàu này bắt người à? Tàu bắt người ha. Cái này Noel trên tàu này, người ta có để cây thông Noel trên tàu luôn này không? Cây thông thiệt nha mọi người. Lông đôn không có đẹp đâu. Nặng vậy. Ở cái này cờ gì đây? Cờ Pháp hả con? Cờ Pháp gì? Đây là tàu Pháp à? Ừ, đúng rồi. Ôi mọi người thấy cảnh sát đi xe ngựa chưa mọi người? Thấy chưa? Đó. Con ngựa nó phải cao 2 mét á. Ngựa Tây. À, chỗ này người ta tổ chức chơi trò chơi gì đây? Wow, trong đây có chỗ chơi dành cho trẻ em nè. Này tàu lượn.
Đúng rồi, thấy không? Tàu cướp biển vùng cao DB này. Đẹp chưa? Xe lửa tới rồi à, lên đường, lên đường. À, lên đây, lên đây, ra lên đây. Này cả nhà đi lên Monaco chơi mọi người ơi. À. À, cắm này cho ba. Đang quay nha. Ở trong đây có toilet. Ba cười lên đi ba. Nó cứ việc đi. Bà ơi bà cười đi. Che hết rồi thôi. Hôm nay nhà mình đi đâu? À. Đi Monaco. Nó mới mở cửa. Monaco chơi bài Monaco. Monaco. Chạy nó mới mở cửa. Gọi cái phone được. Được. Giờ là khoảng 12 giờ trưa mọi người, mình lấy xe lửa mình đi lên thành phố Monaco, kêu là chính xác là công quốc Monaco á. Một người vợ của hoàng tử hoặc ở vợ của hoàng tử Monaco là người gốc Việt Nam mọi người. Nó sắp tới Monaco đó. Giống như ở Vũng Tàu ấy, đối chốt kia đâu mua Vũng Tàu đúng như nhau vậy. Chỗ đó nó trùng hành mà, trùng hành nổi. Rồi, đúng rồi đó anh, chỗ cháu đó. Đi ra. Đi ra. Kìa nó dậy đi, tới giờ. Tới rồi con. Xuống đi. Tới chè mà con xuống đi. Chứ không thôi người ta chở đi luôn đấy. Cho nó ở đây ha. Mình đi mình. Nên lại dậy đi nè, tới giờ chè nó rồi. Có người ta xuống. Đi. Ôi, giờ tới Monaco mọi người ạ. Wow, tới Monaco rồi. Phải không? Đây. Bây giờ nãy giờ đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, tưởng là ở lại rồi chứ. Tưởng là ở lại một bên rồi chứ. Đi lên thang máy để đi ra ngoài đường. À, bây giờ thấy đi chơi vui không? Ở đây là gì đó? Monaco. Monaco. Bây giờ đi đây. Ba sẵn tiền ở đâu ba? Ở đằng kia chứ, đằng trước. Monaco. Ôi, vẫn là buồn ngủ hả? Bây giờ vẫn là buồn ngủ hả? Đi. Đi ra xong bài chơi nè. Bây giờ đi chơi vui không? À, lần đầu tiên đi Monaco hả? Đi ra. Khi nào mình đi xem phim đến bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Lần đầu tiên đi Monaco đấy. Ở đây nó gần núi nhiều cho nên đường dốc luôn mọi người thấy không? Wow. Dốc quá trời, dốc luôn này.
Kìa, mày đi biển. Kìa, núi rồi không? Sương mù trên núi rồi không? Mây chứ quên, mây mù rồi. Gì gì chụp cho anh Phương đi, gì chụp cho anh Phương đi. Em đang quay. À, cái nhà này mỏng dính trên núi xây cao vô. À, nhà kia cũng trên núi xây sao mà treo leo, leo vắt núi kìa. Chưa đâu xuống được kia hơi đông rồi. Quá trời tàu ướt xe xịn rồi. Ủa, du thuyền không phải không? Đó, ở Monaco đó. Đây, ngồi đây, màu đỏ, màu trắng. À. Wow, chỗ đẹp chưa? Mọi người. Đi ăn đi. Wow, đẹp chưa? Còn du thuyền không ạ? À? Wow. Còn du thuyền không ạ? À? Ủa cái thuyền kia giống như là cái tòa nhà 3 tầng 1 2 3 3 tầng. Quá trời đẹp. Mọi người thấy trên kia núi không? Núi có sương mù không? Mây mù bao phủ trên núi đó. Đây có một nàng công chúa đang ngồi trên cái dĩa kìa. Nghe con thấy mệt không? Cờ của mùa Monaco mọi người, màu trắng với màu đỏ. Giống như cờ của Indonesia. Mà hay trên kia núi à, núi có mây mù rồi không? Sương mù à, đẹp không? Giống như là trên tiên cảnh. Monaco là xứ bảo hộ của Tây Ban Nha năm 1524 tới năm 1641, rồi đến Pháp năm 1641 đến năm 1793 và sát nhập vào Pháp từ năm 1793 đến năm 1814. Đến năm 1861 Monaco mới được độc lập khỏi Pháp. Hiến pháp năm 1911 quy định Monaco là một nước quân chủ lập hiến, thân vương là quốc trưởng. Monaco là một công quốc nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải. Monaco là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền. Nếu ví các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út là những tay chơi mới nổi thì Monaco lại có vị thế là một đại gia giàu có và đầy truyền thống với những diện tích chỉ hơn 2 cây số vuông. Nhưng Monaco lại là điểm đến mơ ước của các đại gia trên khắp lục địa Âu Á. Với GDP bình quân 215.000 đô la, Monaco lọt top những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nguồn thu chủ yếu của đất nước bé nhỏ này đến từ du lịch và các khu giải trí 5 sao được xây dựng khắp nơi. Những đại gia từ khắp nơi tới đây để xin làm công dân đất nước nhỏ bé này. Ở Monaco không có bóng dáng của những chiếc xe hơi thông thường. Đây là xứ sở của siêu xe và siêu sang. Cái tên Monaco xuất phát từ Monoki, Monoikos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là căn nhà đơn độc.
Monaco là quốc gia độc lập, có diện tích nhỏ thứ hai trên thế giới, chỉ lớn hơn được Vatican. Đất nước này có ba mặt giáp với biển Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới tuyệt đẹp. Monaco là quốc gia độc lập. Nếu như đường đua của Singapore chỉ là một góc thành phố, thì ở Monaco đường đua F1 chạy bao quanh đất nước với những con đường hẹp, dốc và tay cua áo và cua tay áo, thử thách cho bất kỳ tay đua chuyên nghiệp nào. Cái xe đưa khách du lịch đi tham quan nào. Nếu muốn tới Monaco, du khách buộc phải đi tàu hỏa, trực thăng hoặc du thuyền. Tất nhiên là nếu bạn sở hữu du thuyền, vì đất nước này quá nhỏ bé để có thể xây dựng sân bay. Người dân bản địa Monaco thuộc bộ tộc Monegasque, nhưng họ chỉ chiếm rất ít trong số dân của đất nước. Monaco có tới 35.000 công dân, thì trong đó có đến 32.000 người là các đại gia người nước ngoài. Dù nổi tiếng với các sòng bài sang trọng nhất thế giới, nhưng công dân Monaco không được phép đánh bạc, thậm chí không được bước chân vào bất cứ casino nào. Đội bóng lớn nhất của quốc gia này là đội AS Monaco, hiện đang chơi trong giải Ligue 1 của Pháp. Sân nhà của AS Monaco là Stade Louis II, có sức chứa một nửa dân số của đất nước. Quốc kỳ Monaco giống hệt quốc kỳ của Indonesia, nhưng theo một số người thì cờ của quốc gia Đông Nam Á to hơn một chút. Màu cờ của quốc kỳ của Monaco là màu trắng và màu đỏ. Vì quá nhỏ bé nên Monaco chỉ có 2 đại sứ quán thường trú là Pháp và Ý. 42 sứ quán khác là đại sứ kiêm nhiệm, tất cả đều nằm ở Pháp. Trời ơi. Ở đây có rất nhiều siêu xe mọi người, ở đây cỏ xanh đẹp không gì? Xanh mát ha. Cây này thấy đẹp quá. Bà ơi, nhà mình trước cửa mình trồng cái cụm như vậy này. Bà ơi, mấy tuổi mình chơi? Con 18, 20. Trời. Mấy cây câu rồi đẹp ghê. Cây sùm đẹp không? Đây có cây chuối nè. Cây tre gốc bự chưa? Trúc cây tre màu vàng mọi người. Cái cầu trời nó cao quá, cao. Bữa nay vô casino mà vô tới cổng chơi máy kéo thì được, mà vô trong chơi roulette người ta không cho, tại vì không mang hộ chiếu đi mọi người ơi. Cho nên bây giờ phải đi về can thôi. Đi về can chơi. Đó nhìn đẹp không? Lê. Giờ mọi người về, mọi người về nhà mọi người ơi. Rồi vô chơi không được, không có hộ chiếu. Quên không có mang. Bây giờ cả nhà đi, phải đi về nhà. Trời sắp mưa rồi. Có 4.8 triệu mà đồ. Mấy sao nên mua đi. Với lại 14 triệu. Mua gần casino. 14 triệu à? 14 triệu. Về tới ga mọi người, về tới ga của thành phố công quốc Monaco này. Ga trong hầm này. Đèn không thấy không? Chuyến tàu của mình là 15 giờ 14 phút nữa. Đi về Kras. Đi ra ngồi ghế này con. Tàu tới mọi người.
Wow, là lên tàu rồi. Lấy gì ngủ ngon không? Bây giờ sắp về tới nhà rồi mọi người ơi. Bye bye mọi người đi kìa. Đến nơi mọi người ơi, chuẩn bị về đây giờ khoảng 4 giờ chiều mọi người. Là trời tối quá trời, mình về mọi người. Bye bye mọi người nha. Bye bye.